Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cũng vừa tổ chức khen thưởng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 vào sáng nay. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận được tổng cộng là 567 hồ sơ tham gia xét khen thưởng. Qua xét chọn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định khen thưởng 85 tác giả doanh nghiệp với tổng mức tiền thưởng gần 330 triệu đồng. Trong đó, các tác giả của hai sáng chế và một giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ, một doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia, 8 tác giả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và Giải thưởng Sáng tác Khoa học Công nghệ Việt Nam và 73 công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của các tác giả, đồng tác giả. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chúc mừng các tác giả được khen thưởng trong đợt này, bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến khoa học của các tác giả trong thời gian qua, nhất là trong dịch bệnh COVID-19. Nhiều sản phẩm khoa học mang tính cộng đồng, tính ứng dụng cao đã ra đời, hỗ trợ đắc lực cho thành phố trong công cuộc phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục có những chính sách nhằm nâng cao vai trò khoa học công nghệ trong phát triển thành phố.